lại. Rồi đi đi bé. Trời ơi nhìn bé lùn chạy đi không nổi rồi. Nặng không bé? Nặng. Đổi với mẹ à? Ừ. Mẹ thấy bọc nào cũng vậy. Ôm vậy luôn kìa. Kìa kìa ảnh ôm hết nổi rồi kìa kìa đổi bọc đổi đổi. Nhìn tướng ta ôm kìa thấy ông gì mới nổi nè. Nó nói kìa. Ông gì mới nổi nè. Cái bự mới nổi. Chứ bự mới nổi. Trần ơi. Gì thơm xài quá vậy ta? Ủa trái xài cốc mà nó muốn chín luôn kìa. Dạ, nó màu vàng luôn, luôn rồi. Dạ, lắm rồi. Xài rồi. Đây đưa mẹ cầm giùm kìa. Cầm ba bọc luôn. Lát mẹ xỉu luôn nè, máng cái đó lên tay mẹ, máng vô cho mẹ. Ui giời giời giời, đáng máng dữ vậy. Đói bụng rồi hả? Ba đứa đói bụng rồi hả? Mới có bé, mới có mấy trái xài đói bụng rồi kìa. Chia tài sản rồi. Cầm đi, cầm cái cuốn đi. Thích vô chở anh đưa ông nội, ông ngoại mày vậy nè. Thích cái bọc này theo ông chi với ông làng con. Sắp bọc bánh. Nè. Chưa chưa. Mẹ họ. Ăn rồi. Thôi để ông nói mà ăn. Thôi để mẹ xách cho, để mẹ xách cho. Mẹ nói dẻo mà. Mẹ nói xỉu mà, thôi mẹ xách được, chưa xỉu một chút mới xỉu. Đi. Tám nó sợ mình xỉu kìa, nó kêu là đưa cho chị Ba Xu cầm tiếp, sợ xỉu. Đưa cho chị Ba Xu cầm đi. Rồi cầm đi, cầm tiếp mẹ ăn bọc này đi. Trời tới 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 nặng lắm. Đây nè, đây nè, đây nè, con cầm cái này nha. Nè. Đó, mày tắm tắm này hả? Trời nó khôn nó bà, nó để vậy để cho mình. Rồi nó vậy đó, nó phải chia cho bằng bọc nó mới chịu.